Rồi, ngồi đi anh. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, xin mời anh giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường xinh đẹp à. Chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Phạm Hoàng Nguyên, năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu anh? Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. À, dạ. Em nói cho từ hoa mỹ chút xíu là em là nhân viên an ninh tại khu biệt thự vườn Thủ Đức Garden Home, gói gọn hai chữ là bảo vệ. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Dạ, xin chào anh bên cạnh. Em tên là Châu Thị Thu Hường. Năm nay em 38 tuổi. Em đang ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Bên cạnh đó em còn thêm một cái trợ giảng, phụ giảng bên khu vũ dưỡng sinh ở ngoài công viên gia đình. À. Dạ. Vì hai người ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó giờ mà không gặp nhau ha. Dạ. Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, chúng ta hãy chia sẻ thật lòng mình với nhau cho dạ. hiểu nhau hơn nha. Dạ. Anh trai, anh nói công việc bảo vệ, mình làm công việc đó được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa chị Cát Tường là em làm năm nay là 14 năm rồi chị ơi. Làm một chỗ một 14 năm rồi đó hả? Dạ, một chỗ một rồi chị. Dạ. Ủa, làm bảo vệ một cái khu căn hộ cao cấp như thế, bao nhiêu người ra đi vô, rồi biết bao nhiêu cô gái đẹp, rồi cô gái xinh xắn đi qua mà anh không để ý ai, không có cảm tình với ai, không mối tình nào hả? Dạ, cũng có chứ anh Linh, nhưng mà qua cái cách nói chuyện già dặn của em cũng thể thể hiện đó, họ cứ nghĩ đâu là em là đã người đàn ông đã có gia đình rồi. À. Dạ. À. Nhưng anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Có đem tới đây giấy độc thân chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Dạ. Mời bạn gái, bạn hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em hả? Thì hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, mà cũng hơi nóng tính, mà đó cũng là cái nhược điểm của em nữa. À. Nấu ăn thì cũng biết được chút chút. Anh nhưng... có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình. Mối tình sau này á là bên gia đình gái á, họ nghĩ là em không có đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cho con họ. Ừ. Với cái công việc của em á hiện tại không như gia đình họ mong muốn. Nhưng mà thì thật họ... sự cái công việc bảo vệ của anh là đã ổn định cuộc sống rồi đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đó là họ nghĩ cũng đúng thôi. Chứ. Dạ. Bởi vì anh làm bảo vệ như vậy thì khi mà có vợ rồi, anh có đủ lo cho vợ hay không, rồi có một đứa con, rồi thậm chí hai đứa con, anh có đủ lo cho họ hay không? Dạ đủ anh. Đủ luôn. Dạ. Mình có tính điều đó rồi đúng không? Dạ có. Ồ. Nhưng mà mình bảo vệ vậy là mình có trực đêm luôn không anh? Dạ có chị Cát Tường ơi. À. Anh đúng. Có nhà riêng không? Dạ có. Có anh. Nhà riêng khỏe dạ. Rồi ở với ai? Dạ em ở một mình nè. Trời à, ơi vậy khỏe quá rồi, tốt đầy rồi. Đủ điều kiện dạ. Rồi. À, em gái nếu mà mình lấy chồng mà chồng mình hay đi trực đêm thì em có ngại gì không? Dạ nếu mà do công việc của ảnh thì dạ không sao ạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, em quen hơn một năm mấy. Rồi lý do sao chia tay? Không hợp tuổi tác đó chị. Bạn trai của em nhỏ hơn em 4 tuổi. Gia đình bạn ấy không chấp nhận. À dạ. Rồi cũng khổ không, quá dạ. Khổ. Bây giờ bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Thứ nhất là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em không thích ở người bạn trai mà kêu kiệt, khoác lác, khoe khoang. Em không thích mấy người như vậy. Cái nào có thì nó có, cái nào nó không. Em thích người thật thà hơn. À, dạ. Thật thà. 1m6 trở lên là được rồi chị. Đạt chuẩn. Cũng đừng có ốm quá. Mà người thì cân đối là được ạ. Rồi, dạ. Chút xíu nữa chị sẽ qua coi mặt. À, bạn trai bên kia thì thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Nào. Không mập, không bự con. Có giống ai không? Dạ, giống 50% như chị Cát Tường là được rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em chào chị Cát Tường. Dạ rồi, cảm dạ. ơn anh. Dụ như bạn gái hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có đi làm cái việc là dạy khiêu vũ đó. Khiêu vũ là sẽ có nam, có dạ. nữ đó. Có một cái sự va chạm để nhảy thì anh có ghen không? Em chia sẻ chị luôn, em là người đàn ông đang sống trong xã hội hiện đại thì những cái chuyện đó người đàn ông thì mình phải nên thoáng một chút. Dạ. Bình thường thôi chị. Dạ. Dạ. Coi như bữa đó anh đang đi làm bảo vệ, anh đang chạy về nhà nè, anh chạy ngang công viên tự nhiên anh thấy vợ anh đang ôm cái ông kia nhảy. Anh nghĩ sao? Bình thường thôi chị ơi. Công dạ. việc. Dạ cái đó là cái công việc rồi mà chị. Dạ. Anh tấp xe vô lề anh xuống anh nhảy luôn. Dạ. Đúng không anh? Dạ. Anh rất là có duyên nha, em nhìn anh này mặt rất phúc hậu, rất là có duyên. Dạ. Em hy vọng là hôm nay em cảm ơn chị. Hôm nay là sẽ tiến tới được hôn nhân rồi sanh dạ. con luôn nha. Dạ. Hỏi Vũ giùm cho cái vụ khiêu vũ rồi đó. Dạ. Sợ về chồng không cho đi khiêu vũ nữa đó. Dạ. Anh ở
thành phố Hồ Chí Minh, ba mẹ ở riêng hả hay sao? Dạ, hồi bà con sao đâu hết rồi? Bà con của em thì nói chung là ở miền Tây thì nhiều. Miền Tây là ở đâu? Từ Cà Mau xuống Vĩnh Long là có hết đó. Rải vậy đó hả? Dạ. Còn ba mẹ ở đâu? Dạ, ba mẹ em thì ở thành phố. Thành phố không ở chung hả? Dạ, có với anh, nhưng mà ba em mất hồi năm 92 rồi. À, còn dạ. Mẹ? Mẹ em là đó là ở Hóc Môn chung với em, nhưng mà em đi làm ban đêm đó anh. Rồi để mẹ ở nhà mình cũng không tốt. Thì có giai đoạn mẹ bị cao huyết áp á, mẹ té, thôi mấy chị bàn với nhau là thôi để mẹ về dưới Bình Thạnh đi ở. Tức là mẹ dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em ở riêng. Dạ. Thôi thôi giờ mà ở rước mẹ về ở chung được hay quá ha. Dạ. Ồ, chào em. Dạ. Hiền từ quá hả? Anh hiền lắm, bảo vệ hiền khô à. Nghe anh nói thì có vẻ anh cũng thật thà và cũng vui tánh. Em có thích chồng mình hút thuốc uống rượu gì không? Uống rượu thì em không thích, hút thuốc em cũng không thích. Nhưng mà nếu mà là do xã giao, công việc hoặc đi tiệc tùng thì uống một hoặc hai ly thì không sao. Cổ hơi lo là cổ sợ ma lắm, 38 tuổi vẫn ngủ với mẹ. Và bây giờ chồng mà đi trực đêm thì cổ ngủ với ai? Thì trực với chồng luôn. Ủa, chồng ở trực ở chỗ cái căn khu căn hộ mà đúng không anh? Dạ. Có phòng bảo vệ đàng hoàng. Dạ, có. Vợ trực với chồng cũng đâu có sao. Được không? Người ta còn khoái thêm nữa được mà. Ở các cái căn hộ, cái khu đó là nhiều người trực, người ta còn khoái thêm nữa. Dạ. Thậm chí xin cổ vô trực chung luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng không? Chịu không em? Dạ, cũng được. Muốn có con chưa? Tuổi của em thì giờ cũng lớn rồi. Dạ, đúng cũng... rồi. Dạ. Anh muốn có con chưa? Muốn lắm rồi anh. Muốn trai rồi, gái. Lắm dạ, rồi. Trai gái gì cũng được hết anh. Vậy là hai người muốn có con hết rồi đó. Dạ. Mình kết hợp cái về năm sau mình đẻ liền được không? Cặp này dạ, là gả liền, gả liền. Đẻ liền được không? Dạ. Dạ cũng được. Ai cũng dạ. được nhưng mà biết được hay không chưa biết. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Em đi cùng với cô chú sinh hoạt ngoài câu lạc bộ công viên gia đình của em. À, cứ và bủ thêm ha. Một đứa cháu ruột của em. Rồi. Dạ, dạ xin chào anh Quyền Linh à. Dạ. Dạ chú. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai và xin chào các bạn ở trong khán đài và bạn xem đài. Thì thấy bạn trai thì có vẻ hoạt bát, có một cái thực thà trong đó. Thì bản thân là dạ. cũng thích. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Thì chị có hỏi thêm một câu là mình ở thành phố là ở khu vực nào ạ? À? Dạ, con ở ngay chỗ phường 22 quận Bình Thạnh, ngay chỗ sân tập gôn 25 đó chú. Dạ, dạ. tốt quá. Chỗ đó đi qua công viên gia đình cũng gần rồi. Dạ, dạ, ok gần dạ. Còn cũng xin nói sơ thêm về cháu mình á. Cháu thì hiền lắm. Phải thật dạ. nên không phải mình khen người nhà mình đâu. Dạ. Mà đó anh Quỳnh Linh cũng công nhận đó. Qua cách nói chuyện mình cảm thấy ha. Thì mình cũng mong muốn là nếu mà hai cháu đi xin phép được gọi vậy đi. Dạ. À, nếu mà có đi đến được với nhau á thì cũng cố gắng đi đến với nhau đi rồi tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. À, có con có cái đúng với ý nguyện của hai người đúng không? Dạ. Dạ, để xin cũng chúc mừng đi hai bạn ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh đi với ai vậy anh ơi? Dạ, em đi với chị Thu, chị họ. Rồi, chào dạ, chị. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Chào bên nhà gái. À, ở nhà thì Nguyên rất là hiền lành, đi làm về là coi như là không đi đâu hết á. Có khi nhiều khi ăn nhậu ở nhà lâu lâu mới có. Là Nguyên là rất là hiền. Về phần em gái thì chị thấy em rất là thật thà, mặt phúc hậu, nên chị nói là Nguyên ở đây là một cơ hội cho em, mới nắm bắt lấy, đừng có để vượt bỏ uổng. Rồi cảm ơn chị. Nói thiệt nha, chưa có mở rào trơn á, mà tôi thấy hình như là họ là của nhau từ bao giờ á. Tôi khoái không lẽ tôi nhào vô tôi bấm luôn hai cái nút luôn vậy đó. Cặp này rất là xứng. Ai cũng hiền, ai cũng dễ thương cả. Hai người này phúc hậu lắm. Trời ơi, về đẻ liền luôn nha. Dạ. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Ha, không mời tôi cũng đi nữa. Rồi mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Đó, anh chào em. Anh có bao hoa tặng này. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Có chai dầu thơm. Trời. Dạ em cảm ơn anh. Đó là thử anh. Mình là có mặt phu thê không? Trời ơi. Nói chung là hôm nay anh đến với chương trình này á, là anh mong muốn là tìm được một người phù hợp để tiến tới hôn nhân, để mình sống đến răng long đầu bạc. Thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ. Anh có ngại là em dạy khiêu vũ không? Không em, cái đó là một dạ. cái nghề cái, tốt cái nghề, mà em. Dạ, dạ. Nhưng rồi. Mà cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy, anh không ngại hả?
bình thường dạ. thôi em. Dạ. Gia đình em, anh em đông, anh có thích không? Thích chứ, càng đông càng vui chứ. Công việc hiện tại của anh là bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà em với anh quen nhau, anh có ý định là anh sẽ đổi một công việc khác để anh kiếm thêm cái thu nhập nào cao hơn để anh lo cho gia đình có khi anh đã quen em? Có chứ. Và tương lai của mình, ví dụ như hợp thì đã có thêm con hoặc đó, anh sẽ đổi. Đổi. Dạ. Nhưng mà đổi uổng lắm em, cái kia 14 năm là thâm niên nhiều tiền lắm em, bỏ uổng lắm. 14 năm là ngon lắm đó em. Dạ. Anh có thích khiêu vũ không? Nói chung là lâu lâu nổi hứng thôi, nhưng mà ca thì anh sẽ thích. Thôi hai người về chỗ đi, thế hợp quá rồi đó thiệt á. Hôm nay tới chương trình em cũng có món quà nhỏ. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện có quên tặng quà luôn à. Anh làm bảo vệ gì, một tuần anh làm suốt luôn ha? Không em, chẳng hạn như 4 ngày rồi cái 4 đêm hoặc 5 đêm vậy đó. Dạ, vậy rồi được nghỉ một ngày. Những ngày nghỉ anh thích khiêu vũ đúng không? Anh có thể ra sân tập nhảy khiêu vũ chung được chứ? Dạ được. Anh không thích gì là ở người bạn gái? Phụ nữ thì hay thường thường nói nhiều lắm. Anh vậy em không là người thôi. Hay nói nhiều. Chẳng hạn như mình nói một lần hai lần thôi rồi được xong hết, đừng có nói nhiều quá. Đó. Nếu mà em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới lên ngay. Hay quá. Tại tại dạ. Nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh mà sao? Kịp em. Dạ. Đãi ở đây luôn, đãi ở đây luôn. Tôi đây tôi dọn 10 bàn đãi luôn. Anh ở trên cái khu của em á là có khu tiện ích, khu hồ bơi. Ờ, vậy anh. Thấy không, có hồ bơi luôn hả? Dạ. Bây giờ cô dâu chú rể là đám cưới là mặc bikini bơi. Được không? Không được. Không được. Sao em nửa tháng nữa được không em? Dạ nhanh quá chị. Vậy dạ, ít ra nếu cũng phải 6 tháng dạ. tới 1 năm. Nè, vừa rồi đó là Phú Quý đó là có 2 tuần cái cô bán phở với anh chàng bán thịt đó là 2 tuần là cưới luôn. Hai người nhảy bài coi hợp không nha? Thử xem em dạy anh dạ. khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Vô. Dạ. Dạ. Hả? Mình solo. Điều gì thì điều anh không biết nhưng mà anh hưởng em ứng nhảy cái phong gì? Trào. Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy? Ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đẩy được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em. Chẳng có bao giờ anh muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Hùng luôn, hùng luôn. Hùng luôn. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hùng đó. Mà đây anh hùng trước thì bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp thua gì cũng thua luôn á. Mình tên Ngọc Chí Công. Mình hiện tại đang ở Sài Gòn, quận 5 và làm thiết kế nội thất. Năm nay mình 31 tuổi. Thì nay cũng tính tình hiền lành thật thà và nói chung là có hòa đồng vui tính. Công là thiết kế nội thất là dạ. Về cái gì cụ thể? Dạ, là công việc ha. Ừ. Dạ công việc em là bên triển khai 2D là bàn ghế nội thất gì có tạo á. Ừ,
là em triển khai bản vẽ ra. Vậy là anh sẽ ngồi vẽ đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em xin phép về. Nói chung là em vẽ, nói chung là anh vẽ bản vẽ. Dạ đúng rồi, vẽ bản vẽ. Rồi tính tình nói chung là thật thà. Tính ít nói hơn nhiều á, ít nói. Mà nên cũng ế tới giờ. Ế tới giờ là chưa có không? Đúng rồi, trước giờ là cũng quen, nhưng mà nói chung là mình không có hợp, không có hợp tiếng nói á, nên cũng không có đi xa được. Mình lúc tới một thời điểm mình tỏ tình, nhưng nói chung là người ta từ chối. Thế là nó về một cái mức độ mà chỉ biết xong rồi nói chuyện thôi, chưa có tỏ tình thành công cô nào ấy. Đúng rồi, có tỏ tình nhưng mà người ta không thích, người ta từ chối. Anh nghĩa là người ta chưa muốn lập gia đình. Anh tỏ tình khoảng bao nhiêu người rồi? Dạ. Anh tỏ tình bao nhiêu người rồi? Dạ cũng một hai người, lúc năm cũng 12, lớp 12 gì đó. Lớp 12 mà nay 31 tuổi rồi thì 31 bây giờ là mình quen cũng có nhiều lo công việc, đi làm nhiều quá, với lại đi về cũng không có thời gian đi chơi. Nên ít quen ai nữa. Mà thời gian làm việc của anh là từ mấy giờ tới mấy giờ? Là từ 8 giờ đến 5 giờ chiều. Ồ. Có khi tăng ca nữa. Tăng ca thì tới mấy giờ? Tăng ca có khi tới sáng, có khi tới 10 giờ. Nhưng mà là tùy không nói chung là tùy lúc độc thân thì mình tăng ca thôi. Các sản phẩm tụi em thường thiết kế thì tụi em thiết kế nhà ở dân dụng hay là những cái công trình thiết kế nó tùy quy mô nó lớn nhiều hơn, về biệt thự rồi bị sọt có nhiều. Với lại nhà hàng năm sau vậy đó, còn công ty này là công ty lớn mà. Em là 2D nên còn phối cảnh 3D là người khác hả? Dạ đúng rồi, cho em mà triển khai thôi, còn 3D là thiết kế người khác triển khai cho em làm. Quê anh ở Đồng Nai hả? Thì ba mẹ cũng ở đó hay là nhà ba mẹ cũng ở đó, nhưng ba mẹ giờ cũng ly hôn rồi. Giờ là ba cũng ở đó, mẹ thì về Trà Vinh ở với bạn rồi. Con em có anh em gì không? Hay là một mình dạ em? Có em trai mà mới lập gia đình 3 năm rồi. Em trai sinh năm mấy mới lập gia đình? 98. 98 mới lập gia đình 3 năm rồi. Sự cố lý do kỹ thuật. Sao em cũng không lý do kỹ thuật để em lấy sớm đi? Đó là duyên chứ mình đâu có muốn được. Con gái không? Bây giờ có thích con gái không? Không. Không biết con gái hả? Con gái hả? Thích chứ. Nghĩa là không biết cô gái, không biết nói chuyện nhiều thôi. Nghĩa là giờ lúc mình bắt chuyện á là mình ít nói, nên có khi mình hai đứa khi quen lâu cái nhìn nhau thêm không biết nói gì, tùy theo người con gái người ta mở cởi mở, người ta nói chuyện có chuyện này á mình trúng chuyện mình nói, có thể mình nói được lại. Còn khi con gái nó nói the thẹn cái ngồi im re là mình cũng không có được dạng như là trò chuyện được nói nhiều, nên rất là khó, rất là khó nói chuyện. Dạ đúng, cái đó là em cũng cố gắng sức rồi á, mình cũng kiếm chuyện này kia rồi xong mình nói, không khi được nói mình nói nhiều quá luôn á. Nó có nhiều nhưng mà nói toàn những cái chủ đề không đâu, không có vào cái dạ đúng rồi, mình cũng ráng kiếm chuyện thôi, còn như là nghiêm túc nên nghiêm túc nó rất là khó kiếm chuyện. Nắm tay bạn gái bây giờ chưa? Quen á. Nắm rồi, có rồi, nó nắm tay bạn gái chưa? Dạ có rồi. Nắm tay nắm như thế nào? Nắm đi dạo kia rồi đó. Ừ. Vậy mà cuối cùng là cô gái cũng không cho cơ hội để thành người yêu. Với lại chắc do là người ta chưa có muốn. Người ta muốn đợi có kia. Có bao giờ chưa? Con má rồi đó. Có. Có luôn hả? Dạ. Muốn đầu chưa ạ? Vì đó cũng đó, đó. Mình phải chủ động chứ. Ừ, đấy, chủ động. Dạ, con gái không bao giờ chủ động hết đó. Có khi nó thẹn cái mình cũng phải hung có khi sợ bị tát luôn á. Hung được bao nhiêu cô rồi? Cũng 3-4 gì á. Trời, 3-4 cô còn đi đâu đấy. Mấy em là giỏi hơn bạn này luôn rồi đó. Nói chung thôi. Dạ thì do là cái duyên mình á là gặp duyên thôi, còn chưa có nợ thì mình cũng chịu thôi. Chứ đào hoa mình không có tính là đào hoa như cô có tán không? Dạ. Hôn 3-4 cô đó xong cô có tán được tán nào không? Không. Tán là tát không? Không có. Không phải không ai tát á. Không ai tát. Không ai tát. Trời ơi, không đi sao. Không chờ được tát mà không ai tát hả? Đấy, đây này hỏi
sao không hôn thêm kìa? Sao không hôn thêm cái thành công? Không chịu. Bây giờ đã có những cái gì trong tay để đi tìm bạn gái, đi lấy vợ rồi? Thế sao chị? Em có những cái gì trong tay em để em lập gia đình rồi? Dạ thì em cũng đã có để dành số để sau này nữa lập gia đình. Một số là bao nhiêu? Tầm khoảng 1 tỷ. Trời ơi. 1 tỷ là tiền mặt trong ngân hàng. 1 tỷ. Dạ tiền tiền gì đâu, tiền 1 tỷ. Dạ tiền trong đất á. Tiền trong đất. Đất được rồi, dạ. Đất được rồi, đất Đồng Nai, đất Sài Gòn. Dạ đúng. Đất ở đâu? Ở Đồng Nai á. Long Thành hả? Đồng Nai. Long Thành hả? Xuân Lộc, Suối Cao á. Xuân Lộc. Dạ. Là gia đình em Xuân Lộc luôn hả? Dạ. Rồi thu nhập bây giờ mỗi tháng bao nhiêu? Dạ cũng 12 triệu. 12 triệu là trên đẹp. 10 giờ sáng quá. Dạ. Không, nếu thu nhập cũng đơn tưởng lương cực rồi đó. Chưa kể tăng ca với lại phải đúng không? Dạ. Ok. Em không hiểu sao mà năm nay em nhắn tin ai cũng không có thấy ai hẳn rồi trả lời hết. Giống như là cuộc dạng là năm nay là nó duyên tình duyên lực đật chứ sao á. Năm nay tình duyên. Nên em muốn tìm năm đây mà. Năm giờ mà nhắn tin chưa em là phản hồi. Dạ đúng. Cái đó là nhắn tin có em phản hồi. Nghĩa là nhắn tin cái là trả lời tí rồi xong rồi 3-4 thâu không thấy trả lời luôn. Nào câu đầu tiên em nhắn là gì? Nói chị nghe xem nào. Thì đa số là làm quen hỏi thăm này kia và là bạn tên gì, ở đâu vậy đó. Nhưng mà rồi. Sao lại em lại biết người ta mà em nhắn? Dạ nghĩ là trên nhóm team Facebook Giang Hồ, Bảo Nguyên Hồ đó. Dạ. Thì người ta có tên trên Facebook rồi, còn hỏi em tên gì? Nghĩa là có khi đăng tên Lãng Tử này, tên công chúa em bóng này kia. em cũng phải hỏi. Có khi em mới cho... Sau ấy, chị bày kinh nghiệm cho tìm cô nào có để tên thật ấy thì quen nha. Chứ đừng có bảo mấy cái cô có để nickname để bắt câu ấy đi. Bắt câu đầu tiên này đi hỏi em tên gì. Chẳng may lỡ tên cô ấy xấu quá, cô không dám để tên thật của cô. Cô phải để nickname. Chẳng may có khi em trò chuyện hồi em cũng biết tên của nó gì luôn. Trò chuyện người ta nói chung là mình nói chuyện hòa đồng á. Nói chuyện quá hồi không bữa hai đứa không biết tên nhau là gì luôn á. Cứ nhắn trước đi, bao giờ hợp nhau với xí quên hỏi bạn tên gì. Dạ. Rồi câu tiếp theo là hỏi bạn đó làm sao? Dạ hỏi thì mình làm quen nói chung mình cà phê cà pháo kia đó. Đó đơn giản thôi. Giờ là đâu cần phải là xa đâu, em kiếm gần không à. Vì mới dễ đi gặp trực tiếp hơn. Còn yêu xa mình không có biết ai là ai đó. Kiếm gần như nào anh? Dạ. Kiếm gần như nào? Tìm đối tượng mình tìm kiếm thường thường là như nào? Trên Facebook à? Đối tượng của mình, đối tượng em hả? Ừ. Dạ đối tượng em thì đơn giản thôi. Thì là người nào dốc dáng vừa phải, không cao không mập. Người như cô nào em? Trong đây có bao nhiêu cô nào? Nói chung là cô nào chị em cũng xinh á. Quan trọng là người đó đừng quá mập, cũng đừng quá ốm. Đây là không có cô nào mập hết. Dạ biết rồi, nó cân đối, dáng cân đối, có tóc dài này kia rồi. À, cao khoảng 55 trở lên được rồi. 55 trở lên, tóc dài. Dạ. Không mập mà cũng không ốm. Dạ, mặt dễ nhìn được rồi. Dễ nhìn cỡ nào? Dạ, dễ nhìn thì xinh càng tốt. Đừng đừng cỡ Minh Hằng là dễ nhìn đúng không? Dạ đúng. Ồ, cỡ Minh Hằng mới dễ nhìn nha. Rồi gì là mấy cô đây gọi đó. Đúng rồi. Đâu, cái đó là tiêu chuẩn của thế giới thôi chứ em là cũng nửa được rồi. Đâu cỡ giống cỡ Minh Hằng mà cũng cao rồi. Không, Minh Hằng giờ nó cũng nghỉ diện ý đồ về cũng sắp lấy chồng cũng vậy á. Giờ tuổi thanh xuân cũng mấy 3-4 năm, hai mấy năm hả? À. Không biết dài. Quan trọng lấy về là ở đời á. Có hơi sữa phẫu thuật thẩm mỹ tí được không? Hơi chút sữa mũi chút. Cái đó thì tùy sau này. Được dạ được. Ok rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Tùy. Tuổi tác thì em cần nhỏ em hoặc là lớn 1 tuổi 2 tuổi. Dạ. Cỡ nếu mà chọn 595 hoặc 90 cũng được. 95. 95 hoặc 90. Đổ về đáp chính được không? Dạ được. Nói chung là cỡ đó quan trọng là người ta tính tình hòa đồng người kia là biết lo lắng gia đình. Đừng có mà ăn chơi đua đòi được rồi. Không ăn chơi đua đòi. Dạ.
Ví dụ đang có đạo được không? Dạ, dạ không được chị ơi, em là Đức Tôn. Em là bên Phật nên là nó không có theo đạo được. Ví dụ bạn gái ở xa cũng không được luôn hả? Dạ, bạn gái thì tùy, tới tầm là cũng quê Đồng Nai hoặc là cứ vòng vòng quanh, đừng có xa ngoài Bắc hoặc là miền Tây quá, xa quá là... Không xa quá thì cho, dạ, cho một cái giới hạn nhất định. Dạ, tầm Xuân Lộc, Đồng Nai hoặc là cỡ Long An hoặc là quanh quanh Sài Gòn luôn á. Rồi, từ Đồng Nai đổ về Long An đúng không? Dạ, đúng rồi. Là đó em chạy xe đạp máy được. Rồi anh có tài lẻ gì không? Dạ em thì cũng hết hát mà hát cũng không hay. Dạ. Dạ em hát bài là bài Điều Ước Giản Đơn. Ừ, cái bài này là ước hoài giờ không chưa có biết ước có nữa. À trên bài nó sao? Những lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh gáy vừng rằng che chở được em. Những lúc em cười anh bóng yêu đời, hãy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngày giây phút này đây. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thực giản đơn. Rồi, rồi, ước hoài không có nghĩa rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Okay. Câu nhiều, em mời người kế tiếp ạ. À.